Xin kính chào các bác. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng quá mà hàng thì lại rất khan hiếm ạ. Hôm nay mới về được một con máy điều hòa một cục higher lên sóng để phục vụ các bác nhé. Các bác alo cháy máy mà không có hàng, nhiều lúc chán thì muốn nghe máy. Ở đây là một con higher có điều khiển đa năng đi kèm. Ngồi trước nó mát lạnh luôn các bạn. Ở đây cửa hàng của em rất là rộng, em ngồi toàn chĩa thẳng vào người thay quạt thôi. Chĩa thẳng người thay quạt các bác nhé. Đó, các bác nào mà phòng mở rộng, không gian mở mà không lắp được điều hòa thì các bác cứ chĩa cái này vào đuôi giường này. Đấy. Làm mát thay quạt. Còn muốn mát không gian rộng hơn các bác đặt cái quạt ở trước. Đấy, một con higher công suất 7.000 BTU. Hình thức khá đẹp. Khá đẹp các bác nhé. Đời 2011. Nhiều bác cứ hỏi đời nhưng thực sự làm gì có máy đâu mà còn có đời cao nữa. Máy còn chả có mà bán thì lấy đâu đời cao. Con này thì em bán là 3,6 triệu nhé, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Đấy. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, ship hàng toàn quốc nhưng không bao ship. Đấy, các bác ở xa một đặt cọc trước 500, nhận hàng thanh toán nốt nhé các bác nhé. Con này em để số 24. Đấy, chào các bác.